Thúy Vân xin trân trọng gửi lời chào đến các khán giả của Đài Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, trong cuộc sống bận rộn ngày hôm nay thì nhiều khi chúng ta lại quên đi cái lưu lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ, đáng nâng niu của gia đình mình. Và nếu như mà chúng ta có lưu lại những khoảnh khắc ấy trong những cái máy chụp hình digital camera hay là máy chụp hình điện tử, thì nhiều khi chúng ta lại quên in nó ra. Và những cái tấm hình ấy vô tình không được nâng niu, không được chăm sóc theo đúng ý nghĩa của nó. Và vì vậy, với phương châm của đúng ý nghĩa của tên của chương trình, một chương trình rất mới của Sài Gòn TV quý vị ạ, chương trình Once Upon a Memory, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể níu kéo lại cái truyền thống mà tưởng như đã lãng quên rất lâu của cái xã hội bận rộn ngày hôm nay. Và đồng thời chúng tôi cũng muốn hướng dẫn quý vị cái cách mà chúng ta có thể in những tấm hình đó ra, nâng niu trang trí trên những cái trang album rất là xinh xắn, để mà mỗi khi chúng ta có thể nhìn lại và chúng ta hồi tưởng lại những cái kỷ niệm, những cái ức rất đẹp của gia đình mình. Và đồng thời chúng tôi cũng muốn giới thiệu đó là những hoạt động rất là có ý nghĩa giữa gia đình, giữa những thành viên trong gia đình với nhau, giữa cha mẹ với con em, giữa các anh chị em trong gia đình, những cái hoạt động rất là có ý nghĩa vào mỗi cuối tuần hoặc là vào những cái dịp nghỉ lễ. Và ngày hôm nay Thủy Vân được hân hạnh ngồi tiếp chuyện với chị Linh. Chị là một chuyên viên về những hoạt động đó. Thì kính thưa chị Linh, xin chào chị Linh. Và xin chào Thủy Vân và xin cảm ơn Thủy Vân. Và Linh cũng xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài Sài Gòn TV. Và thưa chị, thì cái câu hỏi đầu tiên mà Thủy Vân tin chắc rằng quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn TV cũng có trong đầu là cái nguyên do nào, cái nhân duyên nào mà đã dẫn dắt chị và đã giữ chị với cái môn scrapbooking nói riêng và cái môn những cái môn mà dính đến thủ công mỹ nghệ nói chung trong suốt, Thủy Vân được biết là gần 20 năm, gần 2 thập kỷ rồi, đúng không chị? Đúng rồi. Thì khi Linh còn bé thì lúc nào Linh cũng thích chụp hình và rất quý những tấm hình cũ xưa của gia đình, ông bà, cha mẹ và bạn bè. Thì Linh lúc còn ở Việt Nam thì Linh có đi học một vài môn thủ công, chẳng hạn như thêu thùa, đan móc và may mặc. Rồi về nghệ thuật thì Linh cũng có học vẽ sơn dầu. Thì khi đến Mỹ, sau khi tốt học đại học, tốt nghiệp đại học thì Linh vào làm một cái công ty. Thì trong cái công ty đó thì Linh gặp, may mắn gặp được một người bạn đồng nghiệp giới thiệu cho Linh về scrapbooking. And I fell in love from day one. Giống như là duyên tình định đó đúng không? Thì đối với Linh, scrapbooking rất là quen thuộc, vì cũng là một cái thủ công và cũng là sự phối hợp của một cuốn traditional album mà mình một cái album ảnh truyền thống vậy đó ha. Xong rồi một cuốn nhật ký rồi cộng thêm với lại thủ công thì đã mê rồi, cho nên là được giới thiệu là ngày nào cũng về làm, đúng không? Lúc đó thì mới có em bé được một năm, thì ngày nào Linh cũng lôi hình ra, sắp xếp, rồi trang trí, rồi bỏ vào album. Thì ông xã và mọi người trong gia đình rất là thích, và ai cũng khuyến khích mình cả. Thì một ngày đẹp trời viết ra một cái business plan and trình cho ông xã và được ảnh ủng hộ. Thì tháng 5 năm 1998, Once Upon a Memory ra đời. Thật là dễ thương. Và như vậy là, và Thủy Vân thấy là trên bàn của mình bây giờ là đang có những tấm, những cái trang scrapbook hình em bé, giống như là lúc mà chị Linh mới bắt đầu, đúng không? Đúng. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả về làm cái gì? Thì đối với mọi gia đình, một cái dự kiện rất là dễ thương và là một khi em bé ra đời thì Linh, đối với Linh, Linh muốn lưu niệm lại và trân trọng cái dự kiện đó trong gia đình. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu làm về
Một trang về em bé. Em bé, và Thủy Vân thấy có màu hồng là cho em bé gái và màu xanh là cho em bé trai. Như vậy thì Thủy Vân tin chắc rằng với quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV cũng như nói chung cũng như là Thủy Vân nói riêng thì scrapbooking là một cái gì đó mà mình hoàn toàn không có biết nhiều. Thì để mà bắt đầu mà tập tành làm scrapbook như thế này, để làm được những cái trang mà xinh xắn như thế này thì cần những dụng cụ và vật liệu gì vậy chị? Rất là đơn giản. Thì Linh biết trong nhà ai cũng có kéo, thì mình kéo. Sẽ cần kéo và mình cần một cây viết để mình viết lên cái cảm xúc của tấm hình hay là kể một câu chuyện về cái tấm hình đó. Rồi mình cũng sẽ cần keo và mình sẽ cần một số giấy basic color hoặc là giấy có in hình hoặc là có những cái hình nổi này nọ kia, đúng không? Cuối cùng là một cuốn album. Album, ok. Scrapbook. Cái album này thì nó cũng như là quý vị thấy đó, là màu xanh là cho bé trai và màu hồng là cho bé gái. Và chúng ta còn cần gì nữa không chị? Linh thì Linh rất là thích xài cái dùng cái paper cutter là cái đồ cắt giấy, đúng không? Thì nó nhanh và nó thẳng hơn cho mình, nó dễ dàng hơn cho mình. Nhưng mà nếu như mà chúng ta khi mà những cái gia đình hay là những, đặc biệt là Thủy Vân biết là giới phụ nữ, đặc biệt phụ nữ Việt Nam rất là thích tự tay làm những cái lắc nhắc nó nhỏ cho để dành cho con cái về sau, thì chúng ta chưa có biết chắc chắn rằng mình có phù hợp với bộ môn thủ công hay là scrapbooking hay không, thì chúng ta có thể sử dụng kéo thôi ha. Kéo mà cắt những cái tờ giấy thẳng cũng được, không sao hết. Ok, như vậy thì vậy là rất là đơn giản đúng không chị? Chỉ cần một cuốn album, keo, viết, kéo và giấy. Thật là nhiều giấy nếu mà người nào thích màu mè như Thủy Vân vậy. Giấy đủ màu. Nhưng mà khi mà Thủy Vân nhìn những cái template như thế này, những cái dạng mẫu như thế này thì thấy nó rất là phức tạp. Thế thì một cái người như là mới bắt đầu như Thủy Vân nhìn thấy sẽ bị khớp. Thế thì chị có cái cách nào mà giúp cho những người mà mới bắt đầu như Thủy Vân mà thích làm đẹp giống vậy không? Có, thì ở Once Upon a Memory thì mình có những cái cái mẫu để sẵn. Để sẵn là mình cắt rồi mình có cái mẫu ở phía sau và lời chỉ dẫn để giúp cho quý khán giả có thể làm và không có cần phải có nghĩa là mấy cái strip này là đã được cắt sẵn ra hết rồi, là mình chỉ cần mình bỏ vô thôi, đúng không? Để mình tìm cái hình phù hợp với cái trang đó. That's it. Rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà Thủy Vân cũng biết rằng trong cộng đồng Việt Nam của mình đó, ngoài những người không biết gì cả như Thủy Vân chẳng hạn, nhưng mà cũng có một số anh chị em ha, rất là crafty, có nghĩa là rất là khéo tay. Thì những người đó thì họ lại muốn là phải tự tay cắt, ví dụ như tự tay cắt từng cái bit, tự tay cắt từng cái chữ, tự tay làm cái này, tự tay làm cái kia. Thì tại Thủy Vân được biết rằng ở Once Upon a Memory chúng ta cũng sẽ hướng dẫn mọi người làm from scratch, làm from từ bắt đầu, đúng không chị? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ chị Linh có thể hướng dẫn cho Thủy Vân cái cách mà làm sao mà cắt được những cái chữ như thế này hay là làm những cái như vậy ha? Okay. Rất là đơn giản. Thì Linh lấy một tờ giấy như vậy về Once Upon a Memory có một cái die cut center. Chúng ta đang ở cái die cut center là cái chỗ mà cắt giấy của Once Upon a Memory. Thì die cut center thì mình có đủ loại những cái hình mẫu. Chẳng hạn như from em bé hoặc là graduation, ra trường, lễ ra trường, là bất cứ những cái những cái mẫu gì thì mẫu bây giờ gì? Mình cần cái mẫu là for example là it's a girl and mình có thể cắt miếng giấy để vừa đủ cover cái die cut này thì mình bỏ vào cái máy này. Và cái điểm đặc biệt là khi mà mình dùng cái die cut này thì mình phải để cái mặt gì lên trước chị? Mình sẽ để cái mặt màu đen này, mặt foam và cái gỗ này ở phía trước, ở phía sau. Thì trong cái mặt màu đen này, cái foam này thì có dao ở trong này, người ta đã làm sẵn cho mình như vậy. Rồi mình để lên đây. Tưởng tượng mà cắt mấy cái này bằng tay chắc cực lắm chị ha?
mà không có không có đẹp sẽ... đúng rồi, không có đẹp. Rồi xong rồi mình bỏ vào và mình chỉ quay cái máy này thôi. Thì là mình được it's a girl. It's a girl. Rồi thí dụ như là cái con gì đó nó cái beep. Thì cái baby beep là cái beep. Thì mình cũng cắt như vậy luôn. Và mình bỏ vào rồi mình có thể quay ngược lại cái hướng bên này. Nhớ là quay chiều nào cũng được, quay đúng không chị? Nhưng mà phải chắc chắn là mình bỏ cái mặt foam, cái mặt màu đen lên phía trên. Ok, rồi. Còn không là hư máy. Rồi. Ok, rồi, bây giờ mình đã có vậy rồi thì bây giờ mình sẽ đến mình tiếp tục. Mình sắp xếp cái trang scrapbooking. Yeah. Như vậy là với những người vừa mới bắt đầu với scrapbooking như Thủy Vân đó, thì đây là trong cái package hồi nãy mà Thủy Vân cũng như là chị Linh cho chúng ta coi, thì trong cái package đó có tất cả những cái phần phụ kiện cho cái trang này. Và nếu như mà với những ai mà muốn đến đây và muốn tự tay cắt, muốn tự tay làm tất cả những cái pattern này đó, thì bây giờ trước mặt chúng ta cũng hoàn toàn có đầy đủ những cái phần cần thiết. Thế thì bây giờ chị Linh sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách mà sắp xếp như thế nào, và quan trọng nhất là cái cách chọn màu, đúng không chị? Đúng rồi.